Thuở sơ khai, dòng sông Long Đài đã hình thành để làm bạn với nhân gian. Khởi nguồn giữa lòng Trường Sơn, Long Đài đã làm nên một bản trường ca của rừng già. Sông chảy qua những bóng cây đài ngàn giữa núi rừng hoang sơ, mãnh liệt qua những gành thác hùng vĩ, trầm mặc bên những vách núi treo leo, và cũng có lúc trở nên dịu dàng, thơ mộng trong nắng vàng khói biếc. Chảy qua những tên đất, tên làng, sông đã bồi đắp nên những giá trị văn hóa độc đáo của cư dân đôi bờ, những làng quê thanh bình, êm ả, những con người bình dị, nghĩa tình, những địa danh lịch sử lưu dấu mãi với thời gian, những điểm đến tâm linh, thành kính, hấp dẫn. Cũng thật là kỳ, có phải vì đồng cảm với người làng ho hay một làng này làm bàn với bà con dân bản mà dòng sông Long Đài đoàn chảy qua đây đột nhiên mở rộng, dòng nước chảy nhẹ nhàng, có những đoàn nước chỉ đến đầu gối, người dân có thể qua lại dễ dàng. Không những thế, dòng sông cũng đã neo lại cho bản làng những khung cảnh đẹp. Hai bên cây rừng xanh ngát soi bóng dòng sông, có những cây củi mình là đà trên mặt nước như muốn cùng nhau bầu bàn. Bên con sông này, mỗi sớm mỗi chiều, những vạt rẫy được đồng bào chăm chút cuộc giới gieo xuống lòng đất những niềm mong mỏi, ước nguyện cho cuộc sống đủ đầy nay mai. Chứng kiến sự lao động của dân bản, thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm vạt áo, thấy được tình cảm của bộ đội dành cho bà con, chúng tôi biết rằng dân bản muốn lắm một cuộc sống đủ đầy, tiền bù. Chúng tôi tin rằng đói nghèo không còn ở lại với đồng bào lâu nữa. Ngày mới no đủ đang đến sau những nhạt cuốc vỡ đất, sau những bàn tay thoăn thoắt gieo mầm. Người Bờ Rút Vân Kiều ở làng Ho cũng như nhiều bản làng khác, trước đây thường phó thác cuộc sống của mình khi bệnh tật ập đến cho cả thầy mo. Họ quan niệm bệnh tật là do con ma rừng. Giờ đây nhận thức đó đang dần được xóa bỏ. Bây giờ ở làng Ho, trạm y tế quân dân y kết hợp đã được đầu tư xây dựng khang trang. Khi ốm đau bệnh tật, bà con đã có cán bộ y tế chăm sóc. Giải vào trạm y tế quân dân y kết hợp làng Ho, chúng tôi có điều kiện gặp gỡ, bắt chuyện với Hồ Thị Phong, một nữ điều dưỡng viên người Vân Kiều. Phong cho biết, từ hồi đi học, em xác định sẽ đi một con đường khác với bạn bè cùng trang lứa, cả với nếp nghĩ của đồng bào mình, đó là con đường tìm đến với tri thức. Vì vậy, em đã về Đồng Hới theo học trường dân tộc nội trú, rồi học tiếp trường trung cấp y tế Quảng Bình. Ra trường, em được vô biên chế ngành y tế huyện Lệ Thủy. Giờ đây, Phong đã có việc làm và thu nhập ổn định, lại giúp đỡ được cho đồng bào mình, nên em rất vui. Tiếp xúc với Phong, chúng tôi rất cảm phục em. Cảm phục về cách nghĩ, cách làm, vừa có sự tính toán, vừa có phần tự nhiên, bản ngã của em. Tìm cho mình con đường để mà dần dần thoát được cái lạc hậu và cái phong tục lạc hậu ở đây. Nên là em chọn đi học y tế. Em nghĩ là mình cố gắng học, rồi cố gắng tìm hiểu, rồi hòa đồng với cái cuộc sống ở bên ngoài đây. Kiếm cái chữ về giúp đỡ bà con. Ở làng Ho, cả trường học từ mầm non đến trung học cơ sở đã được xây dựng khang trang để đón con em dân bản đến học tập. Đã được nghe nhiều câu chuyện vui buồn về việc dạy học ở vùng cao. Để kiểm chứng, chúng tôi ghé thăm trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Kim Thủy. Thì ra,
ngồi trường nào cũng vậy. Tuổi thơ của con trẻ miền nào cũng thế. Dẫu đủ đầy hay thiếu thốn thì các em vẫn cứ hồn nhiên trong mỗi buổi đến trường. Sân trường vẫn rộn ràng tiếng cười, vẫn cứ trong lành một góc vui chơi. Sau giờ chơi, các em lại say mê với những giờ văn, giờ toán và cả môn tiếng Anh mà chúng tôi cứ ngỡ chưa thể đến được với những ngôi trường vùng cao như thế này. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn thể say lòng. Ở đây, các em vẫn phải đến trường bằng những đôi chân trần, những đôi chân lấm láp. Học bán trú nên hành trang của các em mang theo khi đến trường là những chiếc cặp lồng đựng thức ăn mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn. Có một điều đặc biệt, sau bữa ăn trưa của các em, để giữ được học sinh ở lại trường cho các tiết học buổi chiều, giáo viên phải mở phim vào giờ nghỉ trưa cho các em xem như thế này. Vì nếu để học sinh về nhà, buổi chiều các em sẽ không trở lại trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Kim Thủy hiện có 29 cán bộ giáo viên, phần lớn đến từ các địa phương đồng bằng. Lên với ngôi trường này, ngoài công tác giảng dạy gặp nhiều trở ngại thì cuộc sống nội trú cũng gặp muôn vàn khó khăn. Hiểu được điều đó, từ khi thành lập trường vào năm 2010 đến nay, công đoàn nhà trường đã duy trì và tổ chức tốt hoạt động bếp ăn tập thể của giáo viên nội trú. Sau mỗi buổi đến lớp, tất cả lại cùng nhau chăm chút để bếp ăn luôn đỏ lửa mỗi sớm mỗi chiều. Nhờ có bếp ăn tập thể, cuộc sống của những giáo viên vùng biên giới cũng bớt đi những lo toan để các thầy cô yên tâm công tác. Bếp ăn như sợi dây gắn kết tình cảm và cũng là nơi để giáo viên trong trường giải bày tâm tư, sẻ chia những nỗi niềm. Trong tâm của chúng tôi là nghĩ rằng để lên đây là vất vả thì anh em phải sống đoàn kết, thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Ban giám hiệu là họp lại rồi chi bộ họp rồi là thống nhất là quan điểm phải xây dựng được một cái bếp ăn tập thể để đảm bảo cái sự đoàn kết, sự là gây tạo được cái tình cảm để cùng nhau chia sẻ, để cùng nhau là giúp đỡ nhau trong công việc. Cái khoảng cách giữa thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó với là giáo viên nhân viên trong trường khi nào cũng được gần lại với nhau. Đó là một cái tôi nghĩ là cái ưu điểm nhất của cái việc là xây dựng được bếp ăn tập thể. Trong cuộc sống tập thể của giáo viên, ngoài sự gắn kết giữa các đồng nghiệp thì dòng sông Long Đài cũng như một người bạn tâm tình chia rớt những buồn vui. Bên sông là nơi giả rũ, là nơi đắm mình sau những ngày nóng bức, là nơi lấy nước để sinh hoạt và cũng có thể là nơi khởi đầu của những câu chuyện tình. Bên sông quê vốn không xa lạ với mỗi người Việt, thế mà khi chứng kiến cảnh sinh hoạt ở bên sông này, lòng vẫn rưng rưng nhung nhớ, vẫn muốn tìm về miền ký ức xa xưa. Đến bây giờ, Làng Ho vẫn chưa có điện lưới, sóng điện thoại cũng chưa thể phủ tới. Nhưng đêm đêm, dưới ánh đèn yếu ớt từ chiếc máy phát điện chạy xăng, những bài hát vẫn được các giáo viên cất lên một cách say sưa, đằm thắm. Không biết bây giờ ai có còn nhớ đến tên nhau, nhớ câu thề xưa hẹn hò trong mưa. Ai đã quên rồi câu chuyện thần tiên ngày thơ rất xa, bỏ lại hàng dương xanh xao rũ bóng bên bờ phù sa. Mây thấm mưa về rừng nỗi sâu, nơi chốn quê xưa cuối chân trời đó dấu yêu hồn nào nhớ. Tiếng guitar, tiếng hát nghe buồn buồn của một giáo viên trẻ rơi trong đêm sơn cước, không ngờ
có sức lay chuyển khủng khiếp. Mọi người như lảng đi, nhớ về một khoảng riêng nào đó của một thời tuổi trẻ với những kỷ niệm đậm sâu. Thì ra, trong cuộc sống thiếu thốn, mọi người xích lại gần nhau hơn, xóa đi khoảng cách giữa lãnh đạo nhà trường với các giáo viên. Những bài hát được cất lên trong đêm của các giáo viên như những nỗi niềm riêng, cũng như một sự thúc giục động viên nhau để cùng cố gắng, cùng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ cao cả của những người thầy vùng cao. Có ai đó đã nói rằng mỗi con sông đều mang một tâm hồn, một tính cách. Sông Long Đài cũng vậy chăng? Có lúc sông đồng hành với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây như một người bạn thân, có lúc lại rời xa đường để men theo cả khe núi như hờn, như dỗi. Chúng tôi tiếp tục ngược về phía Bắc, đi qua bản Mít không xa là đến ngã ba đường 16 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Đường 16 còn có tên gọi là đường Thống Nhất, con đường mang nguyện vọng, ý chí và quyết tâm của tất cả các lực lượng đã tham gia chiến đấu và lao động trên tuyến đường. Con đường này xuất phát từ ngã ba Thạch Bàn, xã Phủ Thủy, huyện Lệ Thủy. Bây giờ thì ngã ba này là điểm cuối của đường 16. Nhưng trong kháng chiến chống Mỹ, đường 16 kéo dài vào tận Làng Ho, dài 40 km. Sau đó được mở thêm vào đến Dốc Khỉ, rồi vượt đèo 1001 đến phía bắc Sê Băng Hiêng, dài 84 km. Con đường này được khởi công vào năm 1958, hoàn thành năm 1960. Trên suốt chiều dài hàng chục km len lỏi giữa rừng Trường Sơn, vượt qua ba đèo cao vượt thẳm, có thể nói không nơi nào trên tuyến đường 16 là không ghi dấu sự cày xới của bom đạn giặc Mỹ. Tuy nhiên, bom đạn giặc Mỹ đã không uy hiếp nổi tinh thần của quân và dân ta. Trái lại, càng tăng thêm lòng căm thù và quyết tâm chiến đấu chống lại những hành động phá hoại của kẻ thù. Bây giờ thì con đường này đã được trải nhựa, nối gần hơn đồng bào vùng cao Lệ Thủy với đồng bằng, là con đường của sự kết nối giữa miền xuôi với miền ngược để người Vân Kiều gần hơn trong tiếp cận với đời sống tiền mù. Để những người miền xuôi lên vùng biên công tác không còn cảm thấy xa xôi, cách trở. Đi qua đường 16, chúng tôi đến với Làng Cát, nơi có cây cầu Long Đài Tây. Dòng sông sang một đoạn dài từ cầu Khỉ chạy ở phía tây đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Làng Cát, đột nhiên vặn mình đi qua cầu Long Đài Tây, tạo nên một cuộc chia tay thú vị. Sau một quãng dài chạy phía tây con đường, dường như sông đã khám phá hết những điều thi vị ở phía ấy, nên sông đổ dòng đồng hành với con đường ở phía đông để chảy về xuôi. Cũng như bao con sông khác, dòng Long Đài có vai trò to lớn đối với đời sống dân bản. Sông trở thành nơi tắm mát, giặt giũ và biệt đâu khi mặt trời khuất về phía núi. Dòng sông cũng là nơi gặp gỡ hẹn thề của trai làng gái bản. Cũng ở Làng Cát, thiếu tá Trần Đức Tiền đưa chúng tôi vào thăm nhà già Hồ Chót, người được coi đã tạo lập nên bản làng này. Vì vậy, Làng Cát còn mang một cái tên khác là bản Trai Chót. Trong căn nhà sàn đơn sơ, già Hồ Chót đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Già bảo, mình đã chín 7 tuổi rồi đấy, để khỏe mạnh như bây giờ, đôi chân của mình chưa bao giờ nghỉ. Những ngọn núi, những dòng sông ở vùng này, nơi đâu cũng đã in dấu chân của mình. Không biết tuổi của già Hồ Chót có chính xác không, khi người Bru Vân Kiều chỉ quen tỉnh năm tỉnh tuổi qua những mùa rẫy. Chỉ biết rằng con trai đầu của già nay cũng đã đi qua 60 mùa lá rừng rùng.
ra mở tủ, lấy ra chiếc sáo khơ lui thổi cho chúng tôi nghe. Tiếng sáo với âm điệu trầm đục vang lên giữa núi rừng Trường Sơn, gửi nên sự huyền bí, ma mị như chính cuộc đời của già. Chảy qua làng Cát, dã biệt xã Hồ Chót, dòng sông miệt mài hành trình theo hướng Bắc, đi qua bản Xà Khía để tìm đến đường Người. Ở đoạn này, dòng sông như trách cứ con đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nên đã tách đường, chảy sâu vào vùng núi âm mưu hiểm trở. Vừa như gọi mời, vừa như thách thức bước chân của đoàn làm phim.